Bài thuốc từ hành lá. Hành lá là gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, hành lá từ lâu cũng được sử dụng như một dược liệu chữa nhiều bệnh mà có thể bạn chưa biết. Hành lá còn gọi là hành hoa, hành hương, thông bạch. Tên khoa học là Allium fistulosum L, thuộc họ hành. Hành là cây thân thảo, sống lâu năm, có mùi đặc biệt. Một cây hành có từ 5 đến 6 lá, hình trụ rỗng, phía gốc lá phình to, trên đầu thuôn nhọn, rễ cây hình bóng đèn, kéo dài, phía dưới có chùm rễ màu trắng. Hành có vị cay, không độc, quy kinh phế, vị, tác dụng phát hàn, sơ phong, thông khí, hoạt huyết, lợi tiểu, sát trùng, trợ tiêu hóa. 1. Bài thuốc từ hành lá. Giải cảm, hành lá 10 giờ, tí tô 10 g, hai vị đem thái nỏ, lòng đỏ trứng gà 2 quả. Nấu cháo trắng rồi cho hành hoa, tí tô, trứng vào đánh đều lên, ăn khi cháo còn nóng giúp ra mồ hôi, giải cảm. Chữa ho, hành lá 60 g, gừng tươi 10 g, cho nguyên liệu vào nồi đun sôi, sau đó xông miệng, mỗi ngày 2 lần sáng, chiều, trong 5 đến 7 ngày. Trị bí tiểu tiện, rửa sạch 4 khóm hành lá, giã nát, sao nóng chườm ở bụng dưới. Nếu thấy hành lá đã nguội thì thay gói khác. Ngoài ra, có thể uống kèm nước rau ngô giúp điều trị bệnh hiệu quả. Trị đau thần kinh liên sườn, 100 g hành lá tươi, 2 củ gừng sống, 3 miếng củ cải trắng. Giã nát tất cả nguyên liệu, sao nóng bọc vào túi vải đắp lên chỗ đau, ngày 2 lần, mỗi lần 30 phút, trong 5 đến 7 ngày. Trị mụn trứng cá, lấy một nắm hành lá đem rửa sạch, đợi ráo nước rồi giã lấy phần tinh chất. Phần tinh chất là phần nước hành trộn với một thìa mật ong. Hỗn hợp thu được đem đắp lên vùng da mặt đã được làm sạch, để yên trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước. Duy trì 3 ngày tuần, trong 1 tháng giúp cải thiện mụn rõ rệt. Chữa viêm khớp, củ hành to 60 g, gừng già 15 giờ. Giã nát nguyên liệu rồi cho rượu trắng vừa đủ đánh đều, đắp vào chỗ đau ngày 2 lần, mỗi lần 30 phút trong 5 đến 7 ngày. Chữa khàn tiếng, ăn củ hành sống, một củ ngày, hoặc giã một nắm hành củ, bọc vải đắp lên cổ ngày một lần, mỗi lần 20 phút trong 7 đến 10 ngày. Chữa đái dầm ở trẻ nhỏ, lấy vài cây hành lá còn nguyên rễ đem rửa sạch, giã nhuyễn cùng với 30 g lưu hoàng sau đó đắp lên bụng trẻ, dùng băng cố định lại trong khoảng 8 giờ rồi tháo ra. Việc này có tác dụng tán hàn, thông khí huyết bàng quang, trị đái dầm nhanh chóng. Chữa đau bụng do lạnh, chân tay lạnh, đại tiện phân nát, giã dập hành cả rễ và lá, để hành đã giã lên bụng, lăn chai nước nóng lên trong khoảng 20 phút, đun thêm nước gừng khô uống nóng. 2. Lưu ý khi sử dụng hành lá. Người có cơ địa bốc hỏa nóng bừng mặt, dương thịnh chân tay ấm, bị tăng huyết áp, đau đầu không nên dùng nhiều hành lá. Không kết hợp hành lá với mật ong do sinh ra chất gây hại cơ thể. Tránh ăn quá nhiều hành lá trong thời gian dài có thể tăng nguy cơ tóc bạc sớm, cản trở ra mồ hôi, viêm dạ dày nặng hơn. Khi lựa chọn hành lá phải chọn cây có lá sáng màu và giòn không bị dập nát, hư hỏng. Phụ nữ có kinh sớm, kinh nhiều không nên ăn nhiều hành lá. Không dùng cho trường hợp dị ứng với vị thuốc, khi sử dụng có triệu chứng ngứa họng phát ban đỏ phải dừng ngay và đến khám cơ sở y tế kịp thời. Nội dung khác. 8 lợi ích sức khỏe của hành lá. Hành lá giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K, vitamin A, vitamin B12, các flavonoid thiết yếu, đồng và kali. Hành lá có lượng calo thấp. Nhờ các chất dinh dưỡng dồi dào, hành lá là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn. Dưới đây là một vài lợi ích chính hành lá mang lại. Hỗ trợ tiêu hóa, hành lá giàu chất xơ giúp tiêu hóa tốt hơn. Bạn nên ăn hành lá thường xuyên, có thể nấu chín hoặc thêm vào salad. Tăng cường hệ miễn dịch, hành lá giàu vitamin C và vitamin A giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường, hợp chất lưu huỳnh có trong hành lá giúp giảm lượng đường trong máu do đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngăn ngừa cảm lạnh, hành lá có tính kháng khuẩn và kháng virus, giúp chống lại các bệnh viêm nhiễm do virus như cảm lạnh và giúp loại bỏ các dịch nhầy. Chống ung thư, hành lá giàu flavonoid và hợp chất alin sulfide giúp chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, do đó giúp chống lại bệnh ung thư. Tốt cho mắt, hành lá giàu vitamin A và carotenoid giữ cho mắt luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa mất thị lực. Tốt cho tim, hành lá giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Giúp cho xương chắc khỏe, hành lá giàu vitamin C,
vitamin K và một số chất dinh dưỡng thiết yếu khác giúp cho xương chắc khỏe. Bạn nên ăn hành lá thường xuyên. Nội dung khác: hành lá cho trái tim khỏe mạnh. Không chỉ có công dụng kích thích ham muốn ở phái mạnh, hành còn có rất nhiều tác dụng mà có thể bạn chưa hề biết đến. Trong hành chứa các chất dinh dưỡng quan trọng và vitamin chịu trách nhiệm về các hoạt động lành mạnh của mắt, trái tim và cơ thể. Nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh hành không chỉ được sử dụng như gia vị mà còn là một loại kháng sinh thực vật có nhiều ứng dụng trong y học. Người Ai Cập cổ đại đã ghi nhận hành có thể làm dịu hơn 8.000 bệnh tật. Theo y học cổ truyền, hành có vị cay, ngọt, đậm, tính ấm, nhiều nhựa, hàm lượng vitamin cao hơn, chứa nhiều khoáng chất, có tác dụng giải cảm, diệt khuẩn. Hành làm thông khí, khí đẩy huyết, huyết đẩy khí, điều hòa kinh mạch và tạng phủ. Bảo vệ sức khỏe trái tim. Thường xuyên ăn hành, cũng giống như tỏi, sẽ giúp hạ thấp nồng độ cholesterol, từ đó giúp ngăn chặn chứng xơ vữa động mạch, tiểu đường và giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Tác dụng hữu ích này có được là nhờ hợp chất sunfua, chrome và vitamin B6 trong cây hành, các chất giúp ngăn chặn đau tim bằng cách hạ thấp nồng độ homocysteine, yếu tố gây nguy cơ đáng kể cho đau tim và đột quỵ. Trong một nghiên cứu ở hơn 100.000 người, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người có chế độ ăn nhiều hành giúp giảm được 20% nguy cơ đau tim. Giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Trong một tuần, chỉ cần ăn hành từ 2 đến 3 lần sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ phát triển bệnh ung thư dạ dày. Khi chế biến các món thịt, cho thêm ít hành sẽ giúp giảm lượng carcinogens được tạo ra trong quá trình thịt được đun nấu ở nhiệt độ cao, từ đó giúp cho dạ dày tránh được sự tác động của chất độc hại này. Ngăn chặn chứng loãng xương. Nhiều người luôn nghĩ rằng việc uống sữa hàng ngày sẽ làm giảm nguy cơ loãng xương, giúp xương chắc khỏe. Nhưng ít ai biết đến ngoài sữa thì việc ăn hành thường xuyên sẽ giúp duy trì sức khỏe cho xương và ngăn ngừa chứng loãng xương. Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện một chất mới có trong hành lá có chất sulfoxit GBCS có thể ngăn chặn chứng loãng xương. Giúp cơ thể chống lại virus. Hành chứa allicin, chất có vai trò quan trọng chống lại vi khuẩn, virus, đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh nấm da. Chất phyton CD trong hành có tác dụng diệt khuẩn. Khi có dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, nên ăn hành sống để dự phòng.